ngon dữ ta ha, đồng tâm ghê các bạn ha, không một chút rơ luôn nha, quá dữ lụm ha. Cái này làm ra công tắc nhanh, cái này đấu ra một vàng công tắc rời nha, bao gồm on off nha, on off nha. Đó. Hoặc có thể là đảo chiều nữa ha, quá dữ. Ok, đã ngon nha, đã chạy. Tua thì không nhanh lắm nha, 1000 vòng, nhưng mà cơ bản thì lực lớn nha, lực lớn. Để lấy cái này đôi các bạn nha, lấy cái thước hổm rầy quên đo các bạn. Sáu mươi bốn chuẩn luôn ha, 64. Cái nòng này 64 nha, còn cái ngoài này 74 nha, 74. Cái này thì nó còn luôn cái áo các bạn, cái vỏ nè, còn luôn cái kẹp măng răng cầu của Yukiwa Chaban nha, Yukiwa Chaban. Con này êm hơn à. Con này để mình test thêm khí nén nữa nha, ra vào nữa là xong. Nguyên cụm vậy nếu mà chạy hoàn hảo là 4,5 triệu bao ship nha, 4,5 triệu bao ship ha. Kẹp Yukiwa 13V, hàng gần như mới tinh, chưa xài. Đó. Khí nén các bạn, xài khí nén nha, mình sẽ test coi như thế nào. Cái con này mình để mình xài các bạn, khả năng cao thì mình sẽ rã phần bên trong này mình coi, mình lên vít me nha, chạy vít me ha, chạy vít me ở đầu này gắn cái motor, chạy vít me lên xuống nha. Thì mình làm cái kẹp ha, kẹp chỗ này nè các bạn, đó đút vô kẹp, kẹp nha. Thì cái mình làm luôn trục sách cho các bạn ha, nó lên xuống trục sách luôn là nó khỏe. Cái này hàng hiếm nha, không có số lượng nha, hiện tại chỉ có 2 cái, mà cái này mình để mình xài nè. Cái này ưu tiên bán thu vốn ha, bán còn đủ bát inox nha, inox zin đi kèm đó. Con này thì đẹp hơn, đủ đồ đó. Chiều dài thì khá dài các bạn. Cái này hành trình nó thò ra thuộc vào thì mình dự kiến mình đoán là cỡ 300 nha, 300 là cỡ 300 mm các bạn, 30 cm. Và để mình mở bên trong mình coi cái thiết kế bên trong nha. Nếu mà bên trong mà nó có nhiều đoạn giảm tốc harmonic á, thì con này mình phay rất là tốt nha, khả năng cao là có giảm tốc, tại vì nhà chạy nó nghe hơi xào xào một xíu nha, khả năng cao có giảm tốc bên trong. Hàng của Nhật các bạn, Chaban nha. Tắc rêu, tắc này có cái từ gọi là khí nén nha, TAC. Strong. Ủa 70 là sao ta? Strong 70. Ok, khách nào quan tâm thì liên hệ nha. Hiện tại mình có 2 cái thôi.